Và chia sẻ thật với các bạn á, thì tính tới hiện tại á, thì đây là cái mùi hương nước hoa mà mình ấn tượng nhất của nhà Jo Malone. Cho nên đây mình nghĩ là một cái mùi hương nước hoa mà nó tạo cái sự thú vị, cái sự cá tính cho các bạn nữ. Bản thân mình thấy thì cái mùi hương này nó khá là thích hợp cho các bạn nữ đi đến những cái buổi tiệc sang trọng. Tuy nhiên mình thấy cái nét ngọt này nó cũng khá là an toàn. Hello chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì cái thương hiệu Jo Malone của Anh Quốc là một cái thương hiệu nước hoa mà các bạn nữ ở Việt Nam khá là yêu thích sử dụng. Và mình nghĩ đối với là các bạn nữ khi mà nhắc đến nước hoa ở phân khúc cao cấp, phân khúc niche thì có thể Jo Malone là cái thương hiệu mà các bạn nghĩ đến ngay. Và dành cho các bạn nào chưa biết thì Jo Malone là một thương hiệu nước hoa có xuất phát điểm đến từ Anh Quốc. Và nó hiện tại cũng đã có mặt hơn 63 quốc gia ở trên thế giới rồi, trong đó có Việt Nam nữa. Và mình thấy ở Việt Nam á, hầu hết các bạn nữ cũng khá là thích sử dụng nước hoa Jo Malone, đặc biệt á là ở cái dòng cologne. Những cái chai nước hoa như là Inlet P and Brassia này, hay là Peony Pleur and Sui nữa, các bạn có thích những chai nước hoa hay không thì cho mình biết với nhá. Còn trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ dựa trên quan điểm cá nhân của mình và những chai nước hoa của nhà Jo Malone mà mình thật sự có cái nét ấn tượng với nó. Hiện tại á, thì mình đang có hai cái set sample của Jo Malone, mình sở hữu cũng khá là lâu rồi, từ lúc mà mình còn ở Úc nữa, bởi vì mình muốn test kỹ những cái mùi hương của Jo Malone. Một cái set là dòng cologne và một cái set là dòng cologne intense. Và tất nhiên những cái gì mình chia sẻ trong cái video này á, nó chỉ dựa trên quan điểm cá nhân của mình thôi. Mình muốn đưa ra quan điểm cá nhân của mình để các bạn có thêm góc nhìn nếu mà các bạn quan tâm những chai nước hoa của Jo Malone. Và những cái chai nước hoa mà mình sắp chia sẻ đến đây á, thì không chỉ hoàn toàn dành cho nữ thôi, nó cũng có thiên hướng unisex nữa. Vậy những chai nước hoa nào mình sẽ chọn ra trong hai set nước hoa này thì hãy cùng tìm hiểu qua cái video ngày hôm nay nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Chai nước hoa đầu tiên đó chính là chai Woodsource and Seasource trong cái dòng cologne của nhà Jo Malone. Ở dòng cologne đó, thì mình thấy các bạn chú ý đến cái chai Inlet P and Brassia và cái chai Peony Pleur Sui hơn. Hai chai đó nó cũng nằm trong cái set này luôn. Tuy nhiên đối với bản thân mình á, thì mình có sự ấn tượng với lại Woodsource and Seasource hơn. Bởi vì khi mà mình ngửi cái mùi hương này á, thì mình thấy nó có cái vibe nó khá là nhiệt đới, khá là châu Á, nó sẽ phù hợp với là các bạn nữ ở Việt Nam. Cái mùi hương á, nó cũng khá là tươi mát bởi cái mùi của bưởi và cây sâu thơm cùng với cái vị mặn của muối biển và rong biển nữa. Và khi mà những cái mùi hương này nó kết hợp lại với nhau trong cái chai Woodsource and Seasource này á, thì nó tạo cho mình cái cảm giác giống như là mình đứng trước một cái bãi biển nhiệt đới vậy. Có những cái cơn gió mang cái hơi mặn từ biển thổi đến mình. Và nếu các bạn xem những cái video mà trước đây của mình á, thì mình có hay nói đến cái việc á, là mình không có thích cái nốt hương nước biển trong cái chai nước hoa, bởi vì mình không có thích cái vị tanh của những cái nốt hương nước biển. Tuy nhiên ở cái chai Woodsource Seasource này á, thì cái nốt hương rong biển và nốt hương muối biển á, mình không có cảm nhận cái vị tanh. Có vẻ như là perfumer blend cái chai nước hoa này nó khá là mượt. Và nhìn chung á, thì cái mùi hương này nó tạo cho mình được cái cảm giác tươi mát, sạch sẽ và an toàn cũng khá là cao nữa. Mình nghĩ các bạn sử dụng mùi hương này thích hợp nhất vào những cái ngày hè nắng nóng, đặc biệt là các bạn đi du lịch biển nữa thì mình nghĩ nó sẽ thích hợp nhất. Độ lưu hương á, thì nó cũng vừa đủ thôi, mình thấy nó lưu trên da khoảng 5 đến gần 6 tiếng à, nó không quá lâu. Còn tỏa hương á, thì khoảng nửa cánh tay thôi, nó cũng không có tỏa quá xa. Và đó là chai đầu tiên Woodsource and Seasource. Chai nước hoa thứ hai đó chính là chai Musk and Tonka. Đây là một cái chai nước hoa mà nằm trong cái dòng cologne intense. Và chia sẻ thật với các bạn á, thì tính tới hiện tại á, thì đây là cái mùi hương nước hoa mà mình ấn tượng nhất của nhà Jo Malone. Bởi cái nét huyền bí có phần sang trọng ở trong cái mùi hương nước hoa này. Và cái mùi hương này á, nó cũng là mùi hương unisex dành cho nam và nữ nữa. Ở cái tên á, nó là Musk and Tonka, có nghĩa là nhựa cây và đậu tonka. Thì cái mùi nhựa cây trong cái chai nước hoa này á, nó tạo cho mình cảm giác nó khá là sang trọng và nhẹ nhàng. Khi mà mình ngửi thì mình thấy cái mùi musk, cái mùi nhựa cây á, nó khá là giống cái mùi musk ở một chai nước hoa mà mình đã ngửi trước đây, đó chính là chai Dior Eau Sauvage á. Mình cũng hay nhắc tới cái chai nước hoa đó gần đây trong cái video mà mình chia sẻ những chai nước hoa sử dụng vào mùa mưa á. Thì quay trở lại với là cái mùi musk and tonka này á, thì mình nghĩ đối với là các bạn nào muốn tạo cái sự chú ý, tạo sự ấn tượng đối với là những người xung quanh á, thì các bạn có thể thử qua cái mùi hương nước hoa này. Biết đâu các bạn có thể nhận được những lời khen từ những người xung quanh thì sao. Bởi vì như mình đã nói thì cái mùi hương này nó khá là sang, nó kèm thêm một cái vị ngọt nó khá là mượt mà và nhẹ nhàng nữa. Nó không có bị ồn ào hay là bị gắt mũi khi mà những người xung quanh ngửi được cái mùi hương nước hoa của bạn. Mình còn nhớ lúc mà mình ở store á, lúc mà mình ngửi những cái mùi hương của dòng cologne intense này á, thì mình dừng ở cái chai Musk and Tonka này, mình không có muốn ngửi tiếp nữa, bởi vì mình muốn enjoy ở cái mùi hương này, bởi vì nó tạo cho mình cái cảm giác rất là sang mà nhẹ nhàng nữa. Nó dần dần nó mê hoặc mình, nó khiến mình bị nghiện cái mùi hương nước hoa này và chỉ muốn dừng lại ở nó thôi. Mình muốn enjoy, mình muốn dành thời gian để tận hưởng cái mùi hương nước hoa này. Ở cái mùi hương nước hoa
hoa này thì mình nghĩ các bạn phải dùng đi tiệc, đi gặp khách hàng, đi các sự kiện. Bởi vì cái mùi hương này nó khá là sang, nó sẽ giúp bạn tạo điểm nhấn ở những cái dịp đặc biệt giống như vậy. Độ lưu hương thì mình thấy nó cũng khá là lâu, từ 8 tới gần 10 tiếng nữa, tùy vào da của mỗi người. Còn tỏa hương thì khoảng hơn một cánh tay lận. Và đó là chai thứ hai, Mert & Tonka. Chai nước hoa thứ ba đó chính là chai Calais & Poppy. Cái đây là một cái mùi hương có nét chủ đạo là mùi hương ngọt, và chính cái mùi hương ngọt cũng là cái điểm nhấn ở cái mùi hương nước hoa này luôn. Mình nghĩ nó đến từ cái nốt hương đậu tonka trong cái mùi hương nước hoa này, và nó cũng có một cái nốt hương nó khá là đặc biệt nữa là nốt hương của trái sung. Nhìn chung á thì toàn bộ thời gian của cái mùi hương nước hoa này nó đều là một cái mùi hương ngọt hết. Nó ngọt khá là đậm và nó cũng có cái nét hơi phấn hoa nữa. Tuy nhiên mình thấy cái nét ngọt này nó cũng khá là an toàn, nó không có bị gây khó chịu khi mà các bạn sử dụng hoặc là những cái người khác ngửi cái mùi hương nước hoa của bạn. Bởi vì độ lưu hương nhánh hoa này thì mặc dù là mùi hương ngọt nhưng mà mình thấy nó lưu khoảng 6 tiếng, gần 7 tiếng thôi. Còn tỏa hương nó cũng không có xa, khoảng nửa cánh tay thôi, nó không có tỏa quá mạnh. Mình nghĩ các bạn nữ thích cái những cái mùi hương mà ngọt theo kiểu phấn phấn á, thì có thể ấn tượng qua cái mùi hương nước hoa này. Các bạn có thể sử dụng đi date, đi cà phê nhẹ nhàng hoặc là đi hẹn hò đối với là các bạn nam khác giới để tạo cái sự thu hút. Tuy nhiên á thì ở quan điểm của mình á thì mình nghĩ cái mùi hương này á nó sẽ phù hợp với là các bạn nữ trưởng thành hơn, tầm khoảng 28 tới 30 tuổi trở đi á. Bởi vì mình thấy cái nét ngọt này á nó khá là đứng tuổi, nó sẽ không hẳn là phù hợp với là các bạn mà nữ trẻ tuổi hồn nhiên đâu. Và ở cái nét ngọt này á thì mình cũng thấy nó giống với là cái chai Rolling in Love của Kylian nữa. Nếu các bạn đã ngửi qua cái mùi hương nước hoa đó rồi, đó cũng là một cái mùi hương ngọt mà dành cho những người phụ nữ trưởng thành nữa. Tất nhiên đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi, các bạn có thể thử trải nghiệm qua cái mùi hương nước hoa này và xem là nó có hợp mũi với bạn hay không, và cho mình biết cái quan điểm của bạn mới nhớ. Và đó là chai thứ ba, Calais Poppy. Chai nước hoa thứ tư đó chính là chai Oud and Bergamot. Thì trong cái dòng Cologne Intense á, thì đây là cái mùi hương mà mình muốn trải nghiệm đầu tiên, bởi vì cái tên của nó Oud and Bergamot. Đây là hai cái nốt hương mà mình khá là thích trong nước hoa. Một cái nốt hương cam chanh mình thích sử dụng vào những ngày hè, còn cái nốt hương trầm hương thì mình lại thích sử dụng vào những ngày lạnh. Và đặc biệt là ở cái mùi hương này thì nó được kết hợp bởi hai cái nốt hương đó, cho nên mình khá là tò mò muốn thử cái mùi hương nước hoa này. Đặc biệt là mình thấy đây là một cái sự kết hợp nó khá là mới mẻ, nó khá là sáng tạo của những người điều chế cái mùi hương Oud and Bergamot này. Đặc biệt là đối với là các bạn nào mà muốn thử cái mùi hương trầm hương á, thì mình nghĩ đây có thể là một cái mùi hương mà các bạn có thể bắt đầu. Bởi vì đối với một số bạn mình biết là các bạn sợ ngửi cái mùi Oud trong cái nước hoa, đôi khi cái mùi nó hơi sắc và lạnh, nó sẽ gây khó chịu, mấy các bạn không có quen khi mà những lần đầu các bạn ngửi. Thì trong cái mùi hương Oud and Bergamot này, cái mùi hương gỗ trầm hương nó khá là nhẹ nhàng, nó tực tăng thêm với sự mát bởi cam chanh nữa. Cho nên khi mà các bạn ngửi cái mùi hương nước hoa này, có thể các bạn sẽ cảm thấy cái mùi hương nước hoa nó dễ chịu và nhẹ nhàng hơn. Còn đặc biệt là đối với là các bạn nữ thì mình nghĩ phần lớn các bạn nữ đã thử qua những cái mùi hương hương hoa, mùi hương ngọt trong cái chai nước hoa nữ rồi. Nhưng mà những cái mùi hương gỗ, đặc biệt là trầm hương thì mình không hẳn là thấy nó xuất hiện nhiều ở trong những chai nước hoa của nữ. Cho nên đây mình nghĩ là một cái mùi hương nước hoa mà nó tạo cái sự thú vị, cái sự cá tính cho các bạn nữ. Mở đầu là một cái sự mát mẻ của cam chanh, sau đó cái mùi hương nó dịu xuống thì nó là một cái nét nó hơi tối tối, nó hơi bí ẩn của gỗ Oud. Khi mà mình ngửi cái mùi hương này thì thực sự là mình thấy nó có cảm giác mới mẻ và thú vị. Không biết các bạn nữ ngửi cái mùi hương này sẽ như thế nào thì hãy cho mình biết cái quan điểm của các bạn nữa nhé. Và đó là chai thứ tư, Oud and Bergamot. Chai nước hoa thứ năm đó chính là chai Velvet Rose and Oud. Thì như qua cái tên các bạn hãy đoán được đây là một mùi hương có nét chủ đạo là hoa hồng và trầm hương. Và đặc biệt khi mà mình ngửi cái mùi hương này thì mình thấy nó có cái cảm giác giống như là khi mà các bạn uống rượu vang vậy, đặc biệt là rượu vang hồng. Bên cạnh cái mùi hương hoa hồng và gỗ Oud trong cái mùi hương nước hoa này thì mình cảm nhận được có một cái vị nó hơi chát chát, giống như là khi mà các bạn uống rượu vang vậy. Bản thân mình thấy thì cái mùi hương này nó khá là thích hợp cho các bạn nữ đi đến những cái buổi tiệc sang trọng, bởi vì cái mùi hương hoa hồng nó luôn là cái mùi hương nó tạo được cái sự quý phái sang trọng cho cái người sử dụng. Đặc biệt là cái mùi hương Velvet Rose and Oud này nó khá là giống cái mùi Oud Satin Mousse của nhà Maison Francis Cajon, bởi vì đây cũng là cái mùi hương nó có cái nét hoa hồng và gỗ Oud nữa. Và bản thân mình đã đánh giá khá là cao ở cái mùi hương Oud Satin Mousse này, mình hay nhắc đến trong các video của mình lắm. Cho nên ở cái mùi hương Velvet Rose and Oud này thì mình cũng có sự yêu thích nhất định với nó. Tuy nhiên nếu mà phải lựa chọn thì tất nhiên mình sẽ thích Oud Satin Mousse hơn, bởi vì mình cảm giác như nó nịnh mũi mình hơn, cái mùi hương mình cảm nhận nó mượt mà hơn, và cái mùi hương hoa hồng nó cũng được gia tăng nhiều hơn, nó tạo cái sự sang trọng khi mà mình sử dụng. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại là bởi vì đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi.
Hơn nữa mình biết là có nhiều bạn không thật sự ấn tượng cái mùi hương wood satin wood đó. Đôi khi các bạn sẽ cảm thấy cái mùi gỗ wood đó, nó khá là sắc, nó khá là nồng. Các bạn sẽ không hẳn là thích cái mùi hương đó. Thì mình nghĩ cái mùi hương velvet straw and wood này nó là một cái phiên bản nhẹ nhàng hơn cho các bạn nào muốn trải nghiệm. Các bạn có thể thử trải nghiệm một cái mùi hương nước hoa này và cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đó là chai thứ 5, velvet straw and wood. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ với các bạn 5 chai nước hoa của nhà Jo Malone mà mình có sự ấn tượng với nó. Các bạn nghĩ sao về những chai nước hoa này? Các bạn có thích chai nước hoa nào trong 5 chai nước hoa mình vừa chia sẻ hay không, hay là không thích chai nước hoa nào thì hãy cũng cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay á thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, cũng như đón xem những video mình sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.